một thông điệp quan trọng cho tất cả những nhà đầu tư Bitcoin, tiền điện, điện tử, ngắn hạn và dài hạn. À, thì vừa rồi, đâu cách đâu khoảng cỡ một tháng trời hơn. Thì mình bắt đầu làm ra những cái video mà cho bạn giá của Bitcoin là định giá của Bitcoin cho bạn. Thường xuyên. Trước đây mình cũng đã làm. Nghe, Uh, mình đã làm những cái video cho bạn những thông tin ngàn tỷ, triệu tỷ, nghe một thời gian dài rồi. Và trong cộng đồng tiền điện tử thì nó có một câu không tin tưởng bất cứ ai, cũng giống như Daniel Nhưng chỉ xác thực thông tin và xác thực thông tin và xác thực thông tin. Và vừa rồi, trước khi mình, uh, lúc mình trên đường đi á, mình đã làm một cái video cho bạn. Và giá nó Bitcoin là đâu? Uh, 1 ngàn... Uh, 2 ngàn, 21 ngàn... Ở đâu? 800. Đúng không? Mà vừa rồi mình đã cập nhật những thông tin đó cho bạn ở trên Twitter. Ok, bạn có thể kéo xuống và bạn có thể đi vô những cái tin nhắn mình nói như thế nào. Ok. Uh, và để bạn biết cái câu chuyện là như thế nào là đây là vừa rồi đấy thôi cuối tuần này thôi ok và mình sẽ chỉ cho bạn làm sao đi lại vài tháng trời để, để 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 xác thực thông tin. Ok, và cái kinh này mục tiêu để làm sao cho bạn được có gọi là cái ngày có được tự do tài chính. Mình đẩy những cái thông tin này lên trên mạng. Trên YouTube, trên Twitter, trên ở uh, trên TikTok. Đúng không? Mục tiêu, mục tiêu, mục tiêu chính của nó là đem tới giá trị cho bạn và những gì mình đem tới có người đã trúng rất là nhiều tiền và bạn có thể lên trên cái kênh tiền ở Canada trên uh, trên YouTube có rất là nhiều bạn đã trúng tiền và đã ghi vô và và mình rất rất là cảm ơn những cái sự chia sẻ của bạn nhưng cái mục tiêu của mình vẫn không thay đổi là giúp số lớn phần trăm ở Việt Nam này nếu được trở thành những người giàu có và cái đó là cái mục tiêu ok bây ngay bây giờ là 10 giờ 49 mình mới ngủ dậy mình chưa đánh răng xuống miệng gì hết nhưng mà mình nhảy lên đây những tín tín hiệu và thông tin mình đã cung cấp cho bạn một cách miễn phí một thời gian rất dài rồi có thể tạo ra rất là nhiều lợi nhuận cho bạn nhưng chỉ có một số nho nhỏ 100% trăm nho nhỏ lại lấy những cái tín hiệu đó mà gọi là làm ra được cử cải Giống như Golden home cũng giống như uh, giống như cái cái anh này Ok cũng giống như những người khác đã đã làm đã làm ra được tiền nhưng thì đây cái video này chủ yếu là để mình đi lại để mình xác thực thông tin cho bạn một cách khoa học Ok cái đầu tiên vừa rồi là ngắn nhất vừa rồi là mình có đi mà cuộc du lịch ở đâu 9 ngày nhưng uh, mình cảm thấy là mình không có đem tới nhiều giá trị thì mình nhảy lên ở đây là một cái quán cà phê Cái này, cập nhật giá Bitcoin Nếu bạn ấn cái khung này Cái thời gian này vô trong Youtube ấy, thì Nó sẽ hiện ra cái video này Mà mình nhớ chính xác luôn cái video này Lúc đó mình cũng có đu đỉnh trong đó Và cái giá của nó là một Bitcoin là 17.300 mấy đó Mà mình dự đoán và mình nói cho bạn cái thông tin đó luôn Là một Bitcoin lên tới 17.000 Nó sẽ lên tới 17.500 mấy Rồi nó sẽ chớp chớp ở đó một chút xíu Nghe. Và Chỗ này là mình chốt đơn và bạn cũng đã chốt đơn nếu bạn coi cái video này, video 3 phút này. Ok. Và những cái thông tin sau đó, đây là mình nói là nhà mình ấn vô luôn cho bạn coi. hạnh phúc Cái này là chiều nha, 3 4 giờ 41 chiều ngày 10 ngày 10 tháng 1. Ok. Thì đó là khoảng hơn một tháng trời rồi. Mạnh xương Và từ đó từ đó, từ cái ngày cái quán cà phê đó và trước đây có những cái thông tin trước nữa. Ok, nhưng mà mình không đi sâu xa. Ok, để xác thực mình uh, có thể bạn đi sâu xa thì là sâu luôn. Và dự đoán Bitcoin, dự đoán Bitcoin, dự đoán Bitcoin là mình đã làm cả mấy tháng chơi và mình cho bạn những cái thông tin mà đầy giá trị mà có thể chốt đơn nhưng không có ai. Không ai. Không có phần trăm số đơn rất là ít. Bởi vì sao? Bởi Việt Nam này á có những người bạn chia sẻ cho mình á. Chính ok, 10 người bạn gặp ở ngoài xã hội thì chỉ chính người là muốn lừa đảo, lừa đảo bạn rồi lừa bạn nghe Ng người, chính người gặp bạn là người ta mục tiêu là người ta hỏi với bản thân của người ta bạn đem được cái gì cho tôi bạn đem được cái gì cho tôi chính người đó sẽ hỏi câu hỏi đó bởi vì vậy cái phần trăm mà gọi là lừa bạn thì rất cao nghe ở đây cái cái, cái kênh này và những cái kênh khác mà nó đều mang tên là tiền academy nha là nó cung cấp thông tin cho bạn một cách miễn phí và từ cái ngày này ngay bất cứ một cái video nào Mà lúc mình nói cập nhật bitcoin dự đoán giá bạn mình bởi bởi vì mình cho bạn cái khung giờ cái khung giờ chính xác luôn thì bạn có thể dùng trading view đúng không trading view để đi lại và xác thực ok vừa rồi anh đen nói một tháng trời hơn và anh anh ta nói cái giá lên hay là xuống sau đó thì dựa theo cái giá thật của thị trường bao nhiêu phần trăm anh Daniel đã trúng. Thì đó là một cái cách gọi là xác thực thông tin chứ không tin tưởng bất cứ một người nào ở trên 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 cái thị trường tiền điện tử cổ phiếu cổ phần hay là gì đó mà chỉ có xác thực thông tin và xác thực thông tin và cũng nó là vậy. Nó chỉ có một phương pháp như vậy thôi. Ok. Và ngắn hạn trước, ngắn ngắn hàng nhất ở đây mình không có mở TikTok lên, nó cũng giống vậy thôi. Thì mình đã có chụp những cái màn hình Đúng không? Và mình chia sẻ cho bạn Là vừa rồi là ở đây mình chụp lúc nó Mình chụp cái màn hình này lúc 2 giờ sáng À không phải, cái, cái này Ok, cái kế tiếp này ha Cái kế tiếp Ok, đây Đây là màn hình mình chụp lúc 2 giờ sáng Mà mình đăng là 9 giờ trước Và bây giờ là 10 Đâu, là 11 giờ Đúng rồi, còn 2 giờ sáng Mình vừa về lại thành phố của mình Ok, 2 giờ sáng thì mình nói là nó nó đang ở sống ok có có thể sống thứ tư là sống đây nè ok là nó kết thúc ok sau đó sống năm sẽ đến là có nghĩa là đi xuống đó, ok nếu bạn quay lại cái video trên youtube vừa rồi mà nó dài hạn á ok dài hạn nhất á ok đầu cái video dự đoán đâu đây đâu đây đâu đây ok thì mình bạn sẽ biết cái sóng số sóng thứ năm nó như thế nào ok bạn tự dụng coi sóng thứ năm thì nó sẽ đi đâu ok và mình đã cập nhật cho bạn đây và lúc này là cái giá của nó bạn coi là 21.979 bạn tới coi lại cái khung giờ đúng như cái khung giờ đó bạn coi nghe ok 1 giờ 1 giờ 35 phút ok là 21.979 nhưng mà mình nói nó đã kết thúc rồi tại vì nó có một cái tín hiệu gọi là quay đầu ở đây là mình dùng cái khung giờ để giải thích cho bạn và mình nói cái giá của nó kế tiếp là 21 750 đúng không và tại sao mình nhảy lên mình làm cái video này cho bạn để mình muốn xác thực thông tin với bạn bởi vì lúc mình mình lúc mình mở mắt ra lúc 9 giúp 10 giờ mấy có nghĩa là cách đây chỉ vài phút thôi á là mình vừa mở mắt ra thì cái giá nó nằm cũng 21 700 750 cái này là mình không có cài đặt ở alarm hay là một cái tín hiệu gì đấy. Ok. Mình chỉ dựa theo những dụng cụ mình dùng thôi. Và khẳng định rằng không phải 100% lúc nào mình cũng đúng hết nhưng cái phần trăm mình đúng nó lúc nào nó cũng cao hơn. Bởi vì vậy bởi vì mình đã làm cái vấn đề này rất là nhiều lần rồi. Và rất là lâu rồi. Ok. Tôi không phải lúc nào cũng đúng. Tuy nhiên, tôi đã đúng Ok, Bitcoin với giá từ 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 khi nghe, cái giá từ khi 17.300 tới giờ và lúc nó lên là nó, nó ngừng chỗ nào, nó dừng chỗ nào, nó quay đầu chỗ nào, nó lên chỗ nào, nó ngừng chỗ nào, nó quay đầu thì mình vừa rồi. Trước đây thì mình tự làm cho mình, mình không có làm những cái video để cập nhật cái giá cho bạn. Bởi vì cái sự suy nghĩ trước đây của mình á, ok. Mình cập nhật cho bạn giá 100 lần. 90 lần đúng. Có thể là 10 lần nó sai thôi. Nhưng số đông sẽ nhìn thấy cái sai thôi và không thấy cái đúng. Thì bởi vì vậy mình không có quyết định trước đây, cả bao nhiêu tháng cả năm trời trước đây thì mình không người quyết định là mình sẽ không làm. Và mình cũng đã làm những cái video nói là tại sao mình không làm. Nhưng sau đó mình suy nghĩ lại một thời gian. Có thời gian gọi là gọi là suy nghĩ lại. Những gì mình đang làm là chủ yếu muốn làm sao tạo được nhiều 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 nhiều, nhiều nhất giá trị cho mọi người nhưng mà mình chỉ nói về những thông tin vớ vẩn tin tức mới đồ thôi á. Thì cái đó là giống như là gọi là cũng gần giống như tin tức mà gọi là giải trí. Và nó sẽ không đem nó không làm cho cái túi tiền bạn nó mập hơn, lớn hơn, nhiều hơn. Bởi vì vậy, cả bao nhiêu tháng vừa rồi mình làm video và cho bạn những cái tín hiệu, những cái gọi là dự đoán Bitcoin, dự đoán Bitcoin, dự đoán Bitcoin. Và đây lúc mình đi trực tuyết với gia đình của mình nghe cái này là nằm trên TikTok và trên YouTube luôn ở trong short đó bởi vì cái video này chỉ có 3 giây thôi. 3 giây thôi. Ở trong TikTok và ở trong short mà làm video này mình nhắn. Như dự đoán có thể đạt được à, 10 lúc đó nó chưa có đạt được. Nghe, có thể 19 21.900. Và tiếp tục xu hướng giảm. Hãy cẩn thận. Ok và đây là mình đã đăng cho bạn cái video này lúc mình đang ở đây thì khoảng cỡ 3 giờ chiều hôm qua xác thực thông tin xác thực thông tin xác thực thông tin cái đó là mình muốn bạn, 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 bạn coi ngó nó đi lại xác thực thông tin nếu bạn là một người gọi là say mê về tiền điện tử và muốn cập nhật thông tin để trở thành những người giàu thì đây mình đăng cái này lên youtube có 5 người coi nhưng mà nếu mà mình đăng cái cái này mà có những cái bạn gái dễ thương chân dài thì có sẽ có một triệu người coi đây mình chia sẻ cho bạn cái cần để câu cá thì không ai coi cái đó là câu trả lời cho những cái bạn mà cũng đã nhắn vô nói tại sao cái kênh này không ai coi hết bởi vì xin lỗi em ở kênh này nó không có chân dài và những con gà móng con móng đỏ ok đây đây là những cái thông tin mình cập nhật ok tại sao 95 ok thì bạn có thể lên trên video chứ không cần số nha và số thì chỉ coi cái kênh mà cái hình hôm qua mình đăng cho bạn thôi bởi vì nó quá ngắn ok một tháng trước mình đã gọi là gọi là một tháng trước là mình gọi là một ngày mình làm tới hai video cập nhật giá bitcoin cho bạn lần và cái phần trăm chính xác mình có thể nói bởi vì mình dùng nó mình mình tìm, mình mình áp dụng với nó và mình biết mình là người đầu tiên có thể xác thực và tất cả những những bạn mà đã theo dõi đây nhiều một tháng trời hay là bây giờ có thể nhảy vô để theo dõi hay là trước đó thì bạn có thể đi lại cả trăm cái video để xác thực thông tin có thể cứ đúng hay sai bao nhiêu phần trăm là đúng không hẳn một trăm phần trăm đúng nhưng phần trăm đúng cực kỳ cao bởi vì sao mình áp dụng nó và mình biết ok à đây đây thì bạn có thể vô trong cái này ok và đây là cũng có thể là một cái thông tin có thể cực kỳ xác thực Riêng bạn Harry Freeman thì mới nhắn vô. Anh làm video rất nhiều. Đúng không? Nhưng mà à, giống như nó không có gọi là, nó không có có organize. Nó giống như à, hôm nay anh làm những gì anh suy nghĩ thì anh nhảy vô anh làm thôi. Đâu là cái video về à, rõ ràng biệt về Bitcoin. Đâu khoảng cả 3-4 video về Bitcoin. Đâu khoảng hai ba cái video về tư duy. Và riêng cái bàn này, cái video này á, là cái video mà anh chia sẻ cái phương pháp. Làm sao năm nay anh được 42 tuổi mà anh chỉ cơ thể anh và hình dáng của bên ngoài của anh chỉ có 24 tuổi thôi. Và cái video này lúc mà đăng lên ở trên TikTok thì được 200 ngàn người coi. Đúng không? Và ok 200 ngàn người coi và ở trên YouTube thì không được bao nhiêu. Và đây nếu đây đây là đầy 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 giá trị và đã biết bao nhiêu ngàn người coi cái video này và nhắn lên rất thông tin rất tốt. Đúng không? Thì đây là những cái Gọi là mình chứng tỏ cái giá trị của mình đem tới Và mình rất rất là mình đổ Gọi là mình nhiều lúc mình mình đọc những cái thông tin này á, Những cái bạn trả lời cái chia sẻ của bạn á, Và mình khóc Bởi vì đó nó đem tới hạnh phúc cho mình Chứ không phải là bạc xu và cắt tiền Thắng Thắng Đầu tư rồi trúng cái này trúng cái nọ Bởi vì cái công việc đó mình đã làm hàng ngày bao Từ năm 2019 đến giờ nhưng vừa rồi đây mình đem những cái giá trị mà mình biết được Mình đã đổ, đổ mồ hôi, sức lực và máu ra để chia sẻ cho bạn Nghe Ok Thì thì cái kinh nào là cái kinh nên theo dõi Và cái kinh nào là cái kinh Kinh rác Và sẽ gọi là lừa bạn Ở đây không có Mình không tạo ra một cái quỹ nào gọi vốn Hay là mở ra một cái gì đó Mà nó gọi là mờ mờ ảo ảo Bởi vì Tính mình là người Việt Nam mang quốc tịch nước ngoài, ở nước ngoài Việt Nam hơn ở Việt, Việt Nam. Mình mới về đây 5 năm thôi. Và chính mình cũng đã bị từ người ta lừa. nghe, ok, chín người ra đường 10 người mình gặp 10 người là chín người đã lừa mình rồi. Và cái cái này là những người thân thương với mình nói với nói với mình và mình cũng đã trải nghiệm những cái người đã muốn lừa mình rồi. Cẩn thận và cẩn thận, cẩn thận lúc nào cũng vậy xác thực thông tin xác thực thông tin xác thực thông tin nghe có rất là nhiều người đã trúng ok có nên đăng ký và coi theo dõi cái kênh này không nên chia sẻ những cái những cái những cái cái, cái 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 tài liệu giá trị này tới cộng đồng của mình hay không những người thân của mình hay không những người mới thì nên nên coi nó thêm một thời gian dài nữa xác thực thông tin có thể đi quay lại bao nhiêu tháng trời để dự đoán biết coi dự đoán biết coi những cái video dự đoán biết coi để xác thực thông tin đúng không xác thực thông tin xác thực thông tin đây là những cái này là mình đã đăng lên mình đâu có xóa được đâu đó đã bao nhiêu tháng trời trước rồi nghe bạn có thể đi lại mà xác thực thông tin có những cái video mình mình đưa ra có đâu trước đây kiểu khoảng có rõ ràng trước đây nhiều lúc đó chỉ có vài người coi thôi mà tại vì cái kênh này mình không quảng cáo mình không dùng bất cứ một cái trò phép gì đó, mình không mua uh, mình không mua like, mình không mua tài khoản, mình không mua một cái gì hết, mình chỉ đăng nó lên thôi, mình biết cái đó là cái một cái con đường đi chậm nhưng là một cái con đường đi đúng. Bởi vì mình tới một cái lứa tuổi này mình biết nó, mình là già rồi chứ mình không có chơi những cái trò phép màu mà mà người Việt Nam số đông sử dụng. Số đông sử dụng là có nghĩa là À, hôm nay đang nhiều có một cái channel uh, YouTube mới thôi là tiền Academy Daniel đến nhiều có thể mua một cái tài khoản nó có 300.000 người uh, uh, theo dõi rồi với cái giá là uh, 35 35 50 triệu gì đó Ok mua xong và rồi. rồi sau đó nên đăng video lên nhưng không ai cũng không ai coi hết bởi vì tài, thoại tài khoản đó là tài khoản giả bởi vì vậy đây là thông tin Đầy giá trị Ok Vậy thôi và bạn có thể xác thực nó coi những cái video vừa rồi để coi ok coi cái định giá của bitcoin định giá của bitcoin này nè đi lại cái ngày đó đúng cái khung giờ đó coi thử nó có chính xác hay không xin chào mọi người đúng không đây đó, đó đều có khung giờ coi thử nó có chính xác hay không mình đã bắt đầu làm khi video cho bạn lúc giá bitcoin mười mấy ngàn đúng hay không ok mình sẽ không nói về vấn đề đó nữa cái tuần này và cái ngày hôm nay mình sẽ cho bạn những cái thông tin nó cả ngàn phần trăm giá trị hơn những cái gọi là mua và bán Bitcoin. Và những cái thông tin này không có mình nghĩ không có người Việt Nam nào ngay bây giờ đang chia sẻ với bạn đâu. Và nhiều lúc người ta cũng không biết. Và người ta cũng không quan tâm. Đây cái sống sống tơ cái này là gọi là cái sống tư cái này, nhiều lúc cái sống tư trước đây mình vẽ ở đây đúng không? nó không đúng nó chưa hết ok mình có thể di chuyển nó qua sóng mình có thể kéo dài nó qua sóng này và sóng năm nó bắt đầu nó sẽ xuống tới đây ok vẫn như vậy câu chuyện là vẫn như vậy không thay đổi gì hết và cái mức giá sẽ xuống tới đâu thì bạn có thể quay lại những cái video vừa rồi để coi thì ok mình sẽ qua à, đánh răng súc miệng và ăn uống và sau đó mình sẽ gặp bạn lại trong một hai tiếng đồng hồ và mình sẽ làm những cái video à, video và những cái thông tin này gọi là cực kỳ nhạy cảm chỉ cho những cái bạn nào có da dày và máu lạnh những gọi là con nít nhưng mà có thể là tính chất người lớn rồi đó bạn có thể nên coi những cái video đó còn nếu mà bạn không có một tinh thần vững chắc thì không nên coi và mình sẽ cho cái đầu video đó thì mình sẽ gọi là nhắc nhở bạn trước có thể để có thể là lúc nào bạn ngừng cái video bạn muốn ngừng cái video thì bạn có thể ngừng cái video bởi vì sao cho những bạn yếu tim và con nít thì không nên coi bởi vì nó sẽ rất là nhạy cảm cho bạn ok thì uh, mình tên là Daniel tới từ tiền Academy kinh về đầu tư và tư duy hay nhất tại Việt Nam mình xin phép chào bạn ngay bây giờ và hẹn bạn lại khoảng có 2 giờ mình ăn sáng làm thủ tục việc gia đình uh, Chầm con rồi chút xíu nói chuyện với con chút xíu rồi sau đó là mình sẽ có mặt ở văn phòng này trong vài tiếng xin chào mọi người